Ok quý vị, 321 321 xin chào tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của chúng ta, chương trình của những bản tin chấn động trục trặc về kỹ thuật. Tôi mới reset lại cái internet, thành ra quý vị thông cảm. Để trở lại một số khán thính giả trở lại chương trình của bản tin chấn động, chúng ta sẽ trở lại bản tin chấn động đầu tiên. Tổng trưởng lý của tiểu bang Florida đó là bà Moody tuyên bố bà sẽ có hành động pháp lý chống lại giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA, Criswell. Giám sát viên mới bị sa thải mourn Washington vì âm mưu phân biệt đối xử với các nạn nhân bão ở Florida, ủng hộ cho Tổng thống Trump, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Moody tìm kiếm các khoản bồi thường thiệt hại danh nghĩa, các khoản bồi thường trừng phạt theo năng lực cá nhân của bị cáo và tuyên bố rằng quan chức FEMA này đã âm mưu can thiệp vào quyền công dân của tiểu bang Florida. Cái mùa bão vẫn chưa kết thúc. Cơ quan liên bang phụ trách ứng phó khẩn cấp đang vướng vào bê bối, phát hiện đã cắt viện trợ cho các nạn nhân cơn bão Florida, ủng hộ cho Tổng thống Trump. Tổng trưởng lý của tiểu bang Florida trong một thông cáo báo chí tuyên bố: "Tôi đang nhanh chóng thực hiện những hành động pháp lý để tìm hiểu xem sự phân biệt đối xử với chính trị này lan rộng đến mức nào, để có thể bảo đảm rằng tất cả người Mỹ là nạn nhân của cơn bão tàn khốc được phục vụ bất kể theo chính trị của đảng phái." Wow, hơi căng hả quý vị? Nếu mà thật sự cái vụ này mà được đâm cái đơn kiện như vậy, tôi nghĩ sẽ rất là phức tạp đây. Moody đã nộp đơn khiếu nại sau khi Washington, một giám sát viên của FEMA, bị sa thải vào ngày 9 tháng 11 vì cáo buộc thúc giục nhóm của mình không đến thăm những ngôi nhà của nạn nhân bão có biển hộ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Khiếu nại của Tổng trưởng lý đã trích dẫn người tố giác rằng các nhân viên FEMA tại Lake Placid đã được chỉ đạo bỏ qua các nạn nhân có biển báo hoặc là cờ Trump bên ngoài nhà của họ. Khiếu nại nêu rằng các thông điệp như Trump ký là Trump, xin lỗi vì các thông điệp như là Trump 2024 hay là Trump Vance 2024 là được không vào theo sự chỉ đạo. Bà Criswell gọi cáo buộc chống lại nhân viên Washington là đáng chê trách và vi phạm rõ ràng các giá trị cốt lõi và nguyên tắc của FEMA nhằm giúp đỡ mọi người, bất kỳ họ có liên kết chính trị nào. Bà cũng tuyên bố vào ngày 9 tháng 11 rằng cơ quan này sẽ tiến hành điều tra về vấn đề này. Các quan chức cao cấp của FEMA cho biết họ không biết gì về cáo buộc phân biệt đối xử. Từ đó, nhân viên Washington đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bà đang bị đối xử như một vật tế thần, rằng những hành động tương tự đã được xảy ra nhiều khu vực ảnh hưởng của cơn bão Helene và Milton, gồm cả luôn tiểu bang Bắc Carolina, rằng tuyên bố của các quan chức cấp cao của FEMA rằng họ không biết gì về chỉ thị cáo buộc là nói dối. Tờ báo The Epoch Times đã liên hệ với FEMA để bình luận về cái vấn đề này, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi cho đến thời điểm xuất bản bài viết này. Moody, bà tổng trưởng lý của tiểu bang Florida cho biết, bà cho biết rằng là cái chỉ thị, cái cáo buộc và hành động cứu trợ sau đó đã vi phạm nhiều khoản hỗ trợ hoặc vận động. Các điều khoản này áp dụng khi hai người âm mưu và ngăn cản bằng vũ lực đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ công dân nào có quyền bỏ phiếu một cách hợp pháp. Thì tóm lại đó, thì tôi nghĩ là nên đâm cái đơn kiện. Đâm cái đơn kiện là tốt nhất luôn, 100%. Là bởi vì chúng ta hãy làm cho nó ra lẻ. Bởi vì trong tương lai đó, nếu mà thật sự họ có thể nhân viên FEMA mà được training để đào tạo mà cứu trợ thông qua cái đảng phái, thì tôi nghĩ nó không còn là nước Mỹ của chúng ta. Thành ra cái động thái sáng ngày hôm nay đó,
Cái động thái sáng ngày hôm nay thì có vẻ như ông Ron DeSantis cũng đã chính thức ủng hộ cái hành động của bà tổng trưởng lý của tiểu bang Florida đâm cái đơn kiện lên giám đốc điều hành của cơ quan FEMA của Joe Biden. Tổng đốc của tiểu bang Florida đang ủng hộ hành động pháp lý cho văn phòng tổng trưởng lý Florida. Đó là bà Moody thực hiện để điều tra cái cáo buộc về một viên chức FEMA chỉ đạo nhân viên cứu trợ thiên tai bỏ qua nhà của những người ủng hộ cho Trump tại tiểu bang này. Ông DeSantis đã nói ngày thứ Năm, chính quyền của liên bang cũng đã chấp nhận được việc phân biệt đối xử với người dân Florida đã bỏ phiếu cho Trump, và đặc biệt là hành động này rất nghiêm trọng sau cơn bão. Wow! Kinh hoàng cho quý vị. Và đó là những gì mà chúng ta thấy đó. Từ từ. Từ từ là những cái chính quyền của ông Biden và những hành động của ông trong những ngày cuối cùng nó sẽ hoàn toàn vơi bày ra ánh sáng. Ok, welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của những bản tin chấn động trong ngày. Ngày hôm nay xin cáo lỗi cùng quý vị vấn đề về Internet. Vấn đề này làm cho chúng ta rất là bối rối, rất là mệt mỏi. Hồi nãy có một đoạn mà thật sự chúng ta đề cập tới đó quý vị. Đó là sự kiện của ông Hùng Cao. Thì tôi chỉ hy vọng rằng là ông Hùng Cao đúng theo cái rumor hiện giờ được bổ nhiệm vào chức bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Hy vọng đó, còn vấn đề nằm ở chỗ nó vẫn còn tiếp tục là cái idea. Thì we'll see what happened. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Và welcome quý vị đã trở lại chương trình của chúng ta. Bây giờ đó là những bản tin chấn động đầu tiên. Đó là bản tin chấn động đầu tiên thì để coi tôi coi cái bản tin chấn động đầu tiên là gì đây. À, có vẻ như 3 phút trước thì cái Decision Desk Headquarters đã chính thức tuyên bố rằng là ông David McCormick là thắng cử với cái chức thượng nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania. Thì đây là cái tờ báo AP đã call cho ông Dave McCormick. Thì bây giờ chính thức là Decision Desk mới tuyên bố là chúng ta có 53 ghế hết thảy. Thì có vẻ như cái cách mà muốn kiểm phiếu của ông Bob Casey đó là hoàn toàn thất bại tại tiểu bang này. Rồi ngày hôm qua, bà Carrie Lake cũng đang gọi ông Rubin, một thành viên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Arizona, và tuyên bố thua cuộc. Thì xin chia buồn cho bà Carrie Lake. Tại Michigan cũng tương tự, và Wisconsin cũng tương tự. Năm nay có vẻ như 7 cái tiểu bang chiến trường mà Tổng thống Trump chiến thắng. Trong đó có tổng cộng là 5 cái tiểu bang có ghế của thượng nghị sĩ, thì chúng ta chỉ lật được 1 trong 5 ghế. Đặc biệt, với sự chiến thắng của Tổng thống Trump tại tiểu bang Pennsylvania với biên độ 2%, thật sự đã đẩy ông David McCormick đã vượt qua thượng nghị sĩ Bob Casey, một thành viên của đảng Dân Chủ, với tỷ lệ 0.4% cái lá phiếu. Xin chúc mừng đảng Cộng Hòa của chúng ta. Với cái làn sóng đỏ, chúng ta đã lật tổng cộng 4 ghế. Hiện giờ cái đảng Cộng Hòa chúng ta có 53 ghế trên cái thượng viện, cộng thêm ghế của ông J.D. Vance là 54 ghế trong 101 ghế. Nếu quý vị nói 54 ghế trên thượng viện đó, thì quý vị phải nói là 101 ghế. Về nguyên tắc trong cái thượng viện tổng cộng có 101 ghế. Tại vì 50 ghế, xin lỗi, 100 ghế là 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang là 2 ghế là 100 ghế. Nhưng nếu mà thật sự có một cái dự luật nào mà được thông qua với tỷ lệ 50-50, thì cái người break cái tỷ lệ đó không đâu khác là phó tổng thống của nước Mỹ. Như vậy thì nguyên tắc trên cái thượng viện chúng ta có tổng cộng là 101 ghế. 101 ghế. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta thật là ưu ái trong cái năm nay, là bởi vì ông J.D. Vance trở thành phó tổng thống của nước Mỹ, và những cái dự luật nào mà chia 50-50 đó, thì tôi nghĩ là hoàn toàn cái đảng Cộng Hòa chúng ta sẽ vượt qua, là bởi vì có ghế của J.D. Vance. Ok rồi,
Bây giờ đi coi coi có những bản tin chấn động nào tiếp theo hay không. À à, ở đây có một bản tin vô cùng chấn động là con mụ Joy Reid. Hết Joy rồi. Con mụ này hết Joy rồi quý vị. Con mụ Joy Reid chính thức sáng ngày hôm nay tuyên bố là bà ta delete. Delete cái trang mạng Twitter. Trời ơi, coi nó vui quá quý vị ơi. Kệ tụi bay. Ai nhớ con mụ Joy Reid này không? Cái con mụ Joy Reid này là con mụ mà rất là kỳ thị Tổng thống Trump. Con mụ này là con mụ mà trong cái chương trình MSNBC á. Đây, đây là chấn động nè. Tin tức chấn động. And the reason for doing it and kissing goodbye my 1.9 million followers over there is because I hadn't been posting for a long time. I just didn't want to contribute content once it was purchased by its present owner. But just having it there, I was only holding on to it because I, you know, really didn't want someone trying to take over that name and using it for nefarious purposes. I was a little bit worried about that. And also every so often I would use it to just like sort of look at news that was trending and what's happening. And I would just sort of use it as like an aggregator. But I just realized that that's not really worth it. Because in order to like do the news aggregation and just look at all, you have to wade through a lot of dreck and a lot of just abuse and a lot of just negativity. And it's just not worth it. And, you know, hey guys, so today I finally did something. Có vẻ như cái niềm vui đã chính thức ra đi. Bye bye. Trời ơi, nobody care về điều này. Cái con này là cái con mà trong cái chương trình MSNBC mà nó thật sự nó đưa những cái tin tức hoàn toàn giả đối với Tổng thống Trump của chúng ta. Cái mỏ của nó méo luôn quý vị. Trong cái ngày mà Tổng thống Trump chiến thắng, mỏ tụi nó méo luôn. Nó buồn. Trời, nó mới realize được là thật sự ông Trump chiến thắng. Kinh khủng về điều này. Rồi. Ngày hôm nay chúng ta thấy một cái bản tin chấn động tiếp theo. Đó là trên chương trình của CNN. Và ông Trump thật sự làm cho Washington upside down quý vị. Làm cho Washington upside down với tất cả những lựa chọn về nội các của Tổng thống Trump. Và đây là phản ứng của Washington DC. Trời đất ơi, vui. The shock is intense. That is how one source describes to CNN the reaction from inside the Department of Justice now to the news that Donald Trump has tapped Matt Gaetz to be the next Attorney General of the United States. Said another way, if tapped, he would take over the very department that investigated him in a year-long sex trafficking probe, one that ended with DOJ deciding to not pursue charges. The shock is intense. That is how... Okay. Đó là CNN. Oh my goodness, CNN. Xin chia buồn cùng tụi bay. Tụi bay sẽ có rất là nhiều những bản tin xấu trong tương lai. Và sự lựa chọn tiếp theo của Tổng thống Trump, nó sẽ gây chấn động qua trận đấu. Đó là những gì mà chúng ta hoàn toàn thấy 100% về điều này. Chúng ta cần những cái sự chấn động như vậy để Washington DC họ mới biết được đâu ai mới là người lãnh đạo của nước Mỹ của chúng ta. Có một cái điểm mà tôi nghĩ thôi, một cái nhân vật đứng hàng thứ hai trên cái thượng viện của nước Mỹ chúng ta, đó là ông John Barroso, nói rằng là Tổng thống Trump đã đi một bước đi rất đặc biệt để có thể đề cử Matt Gaetz cho tổng trưởng lý. Và ông so sánh Matt Gaetz với lại Garland thì cho rằng Matt Gaetz better hơn Garland rất nhiều. Wow. Mà trong khi đó, những cái chương trình như CNN và MSNBC nó đã bắt đầu có cái xu hướng là đuổi việc rất nhiều. Đuổi việc làm rất nhiều quý vị. Những cái ngôi sao của tụi nó từ từ sẽ ra đi một cách vĩnh viễn. Elon Musk có vẻ như rất vui mừng vì điều này. Bởi Elon Musk tuyên bố rằng là những cái thông tin về tin tức trong tương lai sẽ nằm trên trang mạng của X. Chứ không phải rằng là nằm trên chương trình của CNN hay là MSNBC. Ghê chưa? Rồi. Đây, trên một bản tin vui nữa đây.
Bản tin vui này đến từ nhóm Hollywood. Breaking. Breaking, breaking, breaking. Kính thưa quý vị, đây là một ngôi sao của đại lộ Hollywood. Đây là một actor, actress và một phim producer Eva Longoria tuyên bố rằng bà và gia đình của bà đang bắt đầu rời khỏi đất nước Mỹ sau chiến thắng của Tổng thống Trump. Thì cái đám này nó nói và nó làm thiệt. Tôi honor Eva Longoria. Bà này thì quý vị cũng không biết nhau nhiều lắm, nhưng mà thật sự bà là producer. Những cái bộ phim đó là sàm xí đú và chẳng cũng ai nghe cả. Thì đây là cái điểm mà tôi nghĩ hoàn toàn tốt. Nếu mà thật sự ông Trump đắc cử mà nhóm Hollywood bỏ cái nước Mỹ ra đi, thì âu đâu ông Trump khỏi cần phải dọn rác. Bye bye. Bye bye. Rồi. Nhiều cái điểm vui vẻ ha. Từ từ không biết chừng nào. Không biết chừng nào rồi cái đám mà chống Trump tại đường Mosa nó bỏ ra đi ta. Chống Trump. Trở lại bản tin chấn động tiếp theo. Bà Susan Collins sẽ tuyên bố tái tranh cử cho chức vụ thượng viện của 2026. Wow. Cái điều này tôi nghĩ là hoàn toàn tốt cho đất nước Mỹ của chúng ta. Nếu mà bà này không confirm những cái nhân vật mà Tổng thống Trump đề cử cho chức vị Tổng trưởng lý, Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều chức vụ khác, thì đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể bầu cử sơ bộ bà Susan Collins. Susan Collins là một trong những cái nhân vật chống Trump dữ dội nhất trên cái thượng viện nước Mỹ của chúng ta. Bà ta không phải là đồng minh của ông Trump. Bà ta không phải là đồng minh của phong trào của MAGA. Đây là một cơ hội cho chúng ta 2026. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của những bản tin chấn động. Anh Hoài Nam Vũ nói rằng là không riêng gì CNN lay up đâu, còn nhiều kênh lay up nữa. Tôi nghĩ có một kênh sẽ không bao giờ lay up. Đó là The VLKT News. VLKT News. Chương trình của tôi đang livestream nè. Chỉ có quý vị lay up tôi chứ thật sự tôi không có lay up tôi được. Tôi không có lay up tôi được nha. Thành ra rằng là quý vị có thấy nhiều cái channel nó lay up, nhưng mà đối với tôi thì không có lay up đâu. Ok. Tại vì công ty của tôi lớn lắm. Cái channel tôi lớn lắm, tôi ba cái channel lận. Ba cái channel mà nhân viên tôi nhiều lắm. Nhân viên tôi nhiều lắm. Chỉ có mình tôi với tôi nữa. Ê trời đất ơi, kinh khủng đi. Từ từ rồi chúng ta mới thấy được rằng là cái người Mỹ sau 4 năm dưới thời của Biden và Kamala Harris, họ đã thức tỉnh rất nhiều. Và tôi hy vọng rằng đó là sẽ nhiều người Mỹ thức tỉnh giống như một cộng đồng người da đen. Và đây là một bản tin đến từ cộng đồng người da đen, và lần đầu tiên cái cộng đồng người da đen đã vẽ bức tranh của Tổng thống Trump tại cái công viên của họ để honor cho Tổng thống Trump. Wow, choáng váng nha quý vị, choáng váng. Đây. Guys, we're over here at the Victor Garcia Park here in Far Texas. We're literally in the hood. Like, this is the hood. You know Cypress, you know Wright, you know Eglie. You're in the hood here. So, it's currently 1:38 in the morning, but we're driving and we saw some. Damn. Look at what's in the hood. In the hood. We the people. Chờ đẹp không? Đẹp không? How do you feel about that? That's clean? That's your boy? Making a change in the community. Dude, his... Chitrompas. Ooh! We even got his homeboy Elon over here. We got a little Tesla. Do you know, but let's be real. Look at, like, this is crazy. Look at the detail on this. His eye, like, the camera does not do justice. Some yellow ass hair, orange ass skin. This is the artist, Bangers.one. Only here in the valley, dude. This is some valley highlights.
Wow! Tuyệt đẹp hả quý vị? Từ người Mỹ chúng ta đang bắt đầu thức tỉnh rồi. Cộng đồng người da đen thức tỉnh. Những cái cộng đồng khác cũng bắt đầu thức tỉnh. Và họ cảm thấy rằng thật sự too long, rất là lâu rồi, rất rất lâu cái chính quyền ở Washington đốn không lắng nghe cái nguyện vọng của họ. Rất rất lâu rồi chính quyền tại Washington đốn chỉ đại diện cho những tầng lớp giàu có, chứ không phải là đại diện cho tầng lớp nước Mỹ của chúng ta, những người công dân Mỹ của chúng ta. Những chính sách về năng lượng, những chính sách về thương mại, nhiều cái chính sách khác nhau đã giết chết cái ngành công nghiệp của chúng ta, đã giết chết những công ăn việc làm của chúng ta, đã tạo ra một lạm phát vô cùng chưa từng có và nhiều thứ khác nhau. Kinh chưa? Như vậy cái câu chuyện này đó, thì chúng ta mới thấy là người Mỹ nó phản ứng, mà đặc biệt là khu cộng đồng người da đen. Họ đã dạy những bức tranh của ông Trump, là bởi họ biết gì ông Trump đang đại diện cho cuộc sống của họ. Họ biết cái lá phiếu của họ giao chính tay tận cho ông Trump là tuyệt vời chưa từng có. Nó khác hoàn toàn với cái cách mà sau cuộc bầu cử thì bắt đầu người ta lại đi xóa hình ảnh của bà Kamala Harris. Tôi đang kiếm một cái đoạn video để cho vị thấy thì tụi nó đang xóa hình ảnh của bà Kamala Harris, là bởi vì mà ta đã thua một cách thê thảm và không có đại diện cho nước Mỹ của chúng ta. Đến cái mức độ mà cái cuộc campaign của bà là 1 tỷ mấy, xài hết tiền rồi, bây giờ làm gì biết không? Bây giờ đi xin gây quỹ để trả 20 triệu đô la tiền nợ chưa từng có. Tự nhiên đâu mất rồi trời. Có cái tấm hình ở đây, từ tôi kiếm lại cho quý vị. Có cái tấm hình mà bắt đầu tụi nó đang xóa cái tấm ảnh của bà Kamala Harris tại In the Hood. In the Hood. Giống như cái đó In the Hood. In the Hood là In the Hood là cái ngôn ngữ mà cộng đồng người da đen sử dụng trong khu vực nghèo có đó quý vị. Đây In the Hood. Đây mới là In the Hood nè. Đây, In the Hood. Trời đất ơi, In the Hood. Ok. Nó dễ gì cho đẹp. Dễ gì cho đẹp rồi cuối cùng bây giờ phải đi xóa lại. Cái này tôi nhớ đến bà Alisa Huỳnh. Không biết là mình nhớ vì lại Alisa Huỳnh là một trong những donor rất lớn của Obama. Đã từng mua cái bức tranh Obama 1 triệu đô, vì nhớ không? 1 triệu đô. Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng thì tình vẫn thế. Bà chán nản cái đảng Dân Chủ và cuối cùng bà phải đi bán đi cái bức tranh 1 triệu đô la. Trời đất ơi. Ok quý vị, welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của buổi của chúng ta, chương trình của những bản tin chấn động. Ok, bây giờ là official rồi nè quý vị, official rồi nha. Từ tờ báo AP mà đã kêu cái chức thượng nghị sĩ cho ông Dave McCormick, thì ngày hôm nay chính thức thêm cái Decision Desk Headquarters lại confirm một lần nữa. Quý vị. Ok. Là ông David McCormick trở thành thượng nghị sĩ đại diện cho đảng Cộng Hòa chúng ta đến từ tiểu bang Pennsylvania. Như vậy kỳ này đó, đến từ tiểu bang Pennsylvania chúng ta có 2 thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Fetterman là thành viên của đảng Dân Chủ, và thượng nghị sĩ McCormick là thành viên của đảng Cộng Hòa với sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Thì Decision Desk đã chính thức tuyên bố cách đây không lâu, mà tôi confirm lại cho quý vị để một lần nữa chúng ta an tâm. Và có nhiều người đặt câu hỏi với tôi là cái ghế của Pennsylvania vẫn chưa ngã ngủ như thế nào. Thì quý vị cứ tiếp tục
an tâm về điều này. Chúng ta có 53 ghế trên cái thượng viện. Ok rồi. Nếu quý vị nào mà mới vào trong cái chương trình ngày hôm nay, tôi xin nhắc lại một lần nữa, người nào ủng hộ cho ông Hùng Cao thì quý vị có thể ăn mừng một điều này, là bởi vì ông nằm trong cái danh sách shortlist là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết rằng là cái shortlist này có bao nhiêu người trong đó, và ông có vượt qua được những người còn lại trong danh sách này không. Thì at minimum là ông Hùng Cao sau cái thất bại từ tiểu bang Virginia, với cái background quân đội của ông, tôi nghĩ nếu mà thật sự vào cái chức vụ quân đội là tuyệt vời cho ông Hùng Cao. Thì thành ra rằng là chờ đợi cái thông báo của Tổng thống Trump có thể được hoặc có thể không. Nhưng at minimum là những cái thông tin được đưa ra là ông nằm trong cái danh sách là được consider cho cái chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ok, nằm trong danh sách không có nghĩa rằng là sẽ được chọn, nhưng mà ý tôi nói at minimum là nằm trong danh sách, là considering, và rất là nhiều khả năng. Hy vọng là như vậy thôi. Vì tôi nghĩ ông Hùng Cao trở về quân đội là chuyện hoàn toàn hợp lý. Tôi không nghĩ là ông thật sự có cái tài ăn nói của một chính trị gia. Nếu ông trở về lại quân đội, đó là trở về cái nguồn gốc của ông là tuyệt vời 100%. Còn vấn đề mà đi con đường chính trị, tôi nghĩ ông Hùng Cao rất khó khăn quý vị. Thứ nhất là cách ăn nói của ông nè, cái thứ hai là về vấn đề dân sự, cách dùng người của ông, và nhiều thứ khác nhau. Tôi nghĩ ông nên đi trở về con đường binh nghiệp. Mà nếu mà ông trở về con đường binh nghiệp mà làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đó, thì tôi nghĩ tuyệt vời cho ông Hùng Cao. Tốt nhất là ông nên tham gia cái chính quyền của Trump theo con đường này, hơn là đi ứng cử trong tương lai nữa. Đừng ứng cử nữa. Ứng cử thật sự không có hợp cho ông quý vị. Hoàn toàn không hợp. Ok rồi. Welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của những bản tin đặc biệt và chấn động của ngày hôm nay. Ok, có một cái nhân vật mà đang chuẩn bị nằm trong cái danh sách mà gọi rằng là shortlist cho giám đốc của FBI. Đó là ông Cass Patel. Ông Cass Patel. Thì tôi hy vọng rằng những cái idea này là hoàn toàn hợp lý. Thì thành ra rằng nếu mà Cass Patel mà làm giám đốc của FBI, đây sẽ là một tin rất chấn động nữa. Gửi đến Washington đó. Bây giờ tôi nghĩ cái đám quyền lực ngầm tại Washington đó, là cái đầu của tụi nó đang spin như vậy, quý vị tin không? Ok, toàn là những bản tin vui không quý vị? Toàn là những bản tin vui không? Ok rồi. Và kết thúc chương trình của những bản tin chấn động. Rồi bây giờ cho tôi vài phút để quý vị, rồi tôi sẽ set up cái livestream trong cái chương trình của Luân Cast YouTube channel tin tổng hợp. Ok, hôm nay xin hoàn toàn cáo lỗi cùng quý vị, là bởi vì có một số vấn đề trục trặc về technical, nên thành ra chúng ta bị delay cái chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo. Quý vị nào xem cái chương trình live streaming trực tiếp hiện giờ, thì quý vị hãy vào chương trình của tin tổng hợp, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến những bản tin tổng hợp. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.